Vâng, và bây giờ mình xin hướng dẫn nhanh cho mọi người cách sử dụng cũng như là xử lý những cái lỗi thường gặp ở cái hộp phun xương Alpha 1006A. Thì đầu tiên khi mọi người nhận được sản phẩm thì có thể thấy được những cái vết chạy nhẹ ở cái phần đế màu đen. Thì cái này có thể là do trong quá trình gia công của bên đơn vị sản xuất thì tất cả sản phẩm đều bị như vậy chứ không phải là hàng cũ nha mọi người. Tất cả hàng gửi đến cho mọi người đều là hàng mới 100% và đều được bỏ nước vào test trước khi gửi đi. Nên là khi mọi người nhận được hàng có thể thấy sẽ còn ít nước còn đọng ở trong sản phẩm nha. Và cái bộ sản phẩm của chúng ta sẽ bao gồm một cái hộp chứa nước có dung tích là 1.8 lít, một đế phun xương, một đầu kết nối để chúng ta gắn từ cái phần chứa nước tới cái mặt nạ phun xương. Và đây là cái ống dẫn phun xương có thể kéo dài được. Và một cái mặt nạ phun xương để gắn trước cái mặt trước của cây quạt. Thì đây là cái phần trước của cái cây quạt. Thì chúng ta sẽ tháo cái mặt nạ cũ ra và chúng ta đặt cái mặt nạ phun xương lên phía trước. Thì đi kèm theo sản phẩm thì nó sẽ có 3 con vít để chúng ta vặn ngược từ phía trong của cái lồng quạt ra để cố định cái lồng quạt và cái mặt nạ phun xương. Thì đây là cái lỗi đầu tiên khi mọi người thường gặp, đó là phần cho nước vào bình chứa nước. Thì cái vị trí ở phía trên đó là cái vị trí chúng ta phun xương ra chứ không phải là chúng ta cho nước vào cái phần này ha. Nếu cho nước vào phần này sẽ bị chèn. Nếu chúng ta muốn cho nước vào thì chúng ta ở dưới phần đế của hộp phun xương chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ để lấy cái nút ra và chúng ta sẽ đổ nước vào vị trí này. Sau đó chúng ta sẽ vặn nút vào theo chiều kim đồng hồ để cố định lại. Rồi. Và tiếp theo đó là ở phần đế phun xương, sau khi chúng ta đã cắm nguồn thì ở phía dưới hộp phun xương sẽ có một cái công tắc, chúng ta phải bật cái công tắc này lên. Và ở dưới cũng có một cái chu cắm điện ha, chúng ta có thể tận dụng để sử dụng nguồn cho cây quạt luôn. Và ở phía trước của cái hộp phun xương nó sẽ có một nút điều chỉnh tăng giảm độ mạnh nhẹ. Thì sau khi chúng ta bật công tắc thì chúng ta sẽ vặn cái nút này lớn lên để phun xương bắt đầu hoạt động. Và phía sau đó là phần kết nối với cái phần thân của cây quạt. Thì nếu gắn không được thân quạt thì chúng ta có thể để cái hộp phun xương này kế bên. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện và hướng dẫn cho mọi người cái lỗi tiếp theo ha. Rồi sau khi chúng ta cắm điện và chúng ta bật cái công tắc thì cái đèn nguồn màu đỏ sẽ sáng lên. Và sau khi chúng ta bỏ cái phần bình nước lên thì đèn của chúng ta sẽ chuyển sang màu xanh, nước nó chảy xuống cái phần đế sẽ để chuyển sang màu xanh. Và sau khi hết nước thì đèn chúng ta lại chuyển sang màu đỏ để báo chúng ta là hết nước để chúng ta tiếp tục bỏ nước vào cái hộp phun xương ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bỏ cái bình nước lên. Khi mọi người đã bỏ cái phần đế bình chứa nước lên rồi nhưng mà đèn của chúng ta vẫn màu đỏ, vẫn chưa hoạt động, thì mọi người ha có thể cầm cái bình chứa nước nhấc lên, chúng ta nhấc lên nhẹ ha, sau đó chúng ta sẽ đặt lại đúng khớp với cái phần đế, cũng như là chúng ta có thể lắc nhẹ ha, thì chúng ta sẽ thấy là những cái bọt oxy nổi lên, đó là phần nước nó đang bơm xuống cái phần đế bên dưới. Sau khi nước bơm xuống phần dưới bên dưới thì sẽ đèn chúng ta sẽ chuyển sang màu xanh. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái nút vặn lớn lên thì cái hộp của chúng ta bắt đầu hoạt động nha. Thì nếu mọi người đã làm đúng những cái bước trên, đèn đã chuyển sang màu xanh, đã vặn nút nhưng mà hộp chúng ta vẫn không phun, hoặc là khi nhận hàng chúng ta bị bể vỡ hoặc là bị đẩy nước, thì mọi người có thể liên hệ đến hotline ha, sẽ có nhân viên tư vấn và cũng như là đổi mới sản phẩm khác cho mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.